Lần đầu tiên Việt Nam có bản đồ chống dịch COVID-19. Bản đồ được hình thành dựa trên các dữ liệu bắt buộc phải cập nhật từ cấp xã trở lên và dữ liệu được tập hợp từ nguồn có sẵn. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 vừa ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19. Có 4 mức độ nguy cơ: bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc. Việc Bộ Y tế cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá giúp từng địa phương có thể chủ động xác định nguy cơ và đưa ra biện pháp đối phó phù hợp. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 có một bộ phận chuyên đánh giá an toàn cùng giúp sức để đưa ra đánh giá chính xác hơn và dữ liệu được đưa lên bản đồ COVID-19, cập nhật trên trang nguy cơ an toàn covid vn Trong đó, bốn mức nguy cơ bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao tương ứng với các màu xanh, màu vàng, cam và đỏ.